Do năm nay là cái năm mà học online full luôn, thành ra sẽ có thay đổi quy định chút xíu. Là môn lý thuyết thì dường như mấy bạn biết rồi, những năm trước cách tính điểm môn lý thuyết đó là điểm chuyên cần là 10%, điểm trung bình kiểm tra là 40, với lại điểm thi là 50. Thì những môn nào mà học online thì nó sẽ bị đảo lại, là điểm trung bình kiểm tra là tới 50% lận, còn điểm thi thì chỉ có 40 thôi. Thành ra chắc mình cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần là những cái tuần cuối mình sẽ phải làm một số cái bài kiểm tra để mình lấy điểm cái cột trung bình kiểm tra, thì coi như cái đó là những cái tuần ôn luôn ha. Thì nếu như mà bị trúng cái chuyện thi lý thuyết thì có thể là thầy với thầy Tuấn với thầy Duy sẽ cố gắng cho các bạn một cái bộ tài liệu ôn. Thì thật sự là bữa giờ ai cũng vậy, là bám trên cái document của Laravel hết, chứ không có chế ra cái gì được hết. Rồi nếu mình ôn thì cái ôn tập cũng sẽ dựa trên cái document của Laravel thôi. Rồi nếu như các bạn muốn tự ôn trước thì cũng về coi lại những cái phần cơ bản trên đó trước ha. Nếu có cái bộ ôn tập thì cũng sẽ là cái document đó, nhưng mà nó này là giới hạn lại những cái phần, ví dụ mỗi một cái giới hạn lại là những cái trang nào, là mỗi trang nội dung ra tới đâu thôi, ví dụ vậy đó. Rồi thì cái đó là về cái phần môn lý thuyết, thì sẵn bữa nay mình dặn luôn. Hồi sáng là tiết gì, tại sao nghỉ vậy? Lớp trưởng có thông báo gì không? Dạ, sáng thầy Phước đi đi bảo vệ đồ án vậy thầy. À, thầy Phước đi bảo vệ đồ án. Rồi, vậy không có gì nghiêm trọng ha. Tại vì thầy cũng không có nói với mấy bạn được, nhưng mà tuần trước là trong khoa có biến một chút, có sự cố một tí, thì có thể là những tuần sau là mình có thể thôi ha, có thể những tuần sau mình sẽ có một số cái xáo trộn, thì nếu mà hên thì không sao, còn nếu xui thôi. Thì cái này mình chưa nói trước được ha, nhưng mà có gì các bạn cũng chuẩn bị tinh thần, mấy tuần sau là có vẻ không không yên ổn lắm. Thì may mắn là mình cũng biết may hay xui nữa, là mình thi là thi sau Tết, do đó là các bạn sẽ có cái thời gian nó ôn thi dài dài, bù lại Tết thì mình sẽ không có được ăn Tết yên ổn. Lát cái này đáng lẽ lát sinh hoạt chủ nhiệm nói luôn, nhưng mà các bạn lên trang web phòng đào tạo cập nhật lại cái lịch đào tạo mới ha. Lịch đào tạo mới mình sẽ được nghỉ Tết 3 tuần, theo những cái thông báo cũ trước thì nghỉ Tết chỉ có 2 tuần thôi, nhưng mà mới sửa lại hồi cuối tuần trước á, thì mình sẽ có 3 cái tuần đó, coi như mình tranh thủ là vừa ôn thi vừa làm đồ án một đống môn luôn. Hôm nay thì hình như có 3 môn có đồ án, là môn này, môn di động với lại ASP đó, thì 3 tuần 3 cái đồ án là vừa kịp ha. Rồi đó là coi như mình có cái kế hoạch cho từ giờ đến cuối năm luôn rồi. Thì bây giờ cái đồ án môn này nè, bữa giờ các bạn thầy hình như là thầy dặn là làm tới cơ sở dữ liệu đúng không? Thì bây giờ hôm nay có nhóm nào xung phong lên sửa không? Có nhóm nào các bạn làm xong cơ sở dữ liệu rồi cũng lên sửa, hoặc là mình chưa xong cơ sở dữ liệu nhưng mà mình xong cái bước phân tích cái UK rồi, có thể sửa cái đó luôn không? Các Dạ, bạn bữa là tới cái bản mô tả phải không thầy? Hình như tới cái bản mô tả không thầy? đúng rồi, hôm trước là mình đang sửa dở cái bản đặc tả UK á, thì bây giờ nếu như mà mình chưa xong cái đó thì mình sửa tiếp cái đó, còn nhóm nào xong rồi muốn sửa cái cơ sở dữ liệu luôn thì mình sửa. Nó giả cái nó tắt luôn nhưng không sửa à. Thì để em coi cái. Để coi.
Rồi em xem màn hình nhé thầy. Rồi rồi. Ai sửa thì cứ tự động xem màn hình ha. Rồi thì thấy gì thầy? Rồi nó đang quay chờ tới rồi được rồi. Vậy rồi. Rồi bây giờ em cái này là mình làm tới phân tích cơ sở dữ liệu chưa hay là mình đang phân tích chức năng thôi? Chia sẻ dữ liệu thiết kế luôn rồi thầy. Kế luôn rồi. Dạ. Rồi ok. Rồi nó bây giờ cho anh coi thử mấy cái chỗ nào mà cái đặc tả UK nào mà nó liên quan tới cái chuyện là hóa đơn này kia, nó tạo hóa đơn rồi sửa hóa đơn này kia vân vân, những cái thứ liên quan tới mấy cái bản chính của mình đó. Tin kiếm. Toán đơn hàng, mở đơn hàng cho cứu đơn hàng, mở đơn đơn chi tiết đơn giá giá cứu sản phẩm. Ừ. Không có cái mục lục đấy. Vậy chưa có một lục Để mục lục. này. Kiếm cái để cứu lại thêm lại sửa lại cái đơn hàng rồi trời Bấm cái chân ép mình tìm cái chân lẹ. ơi. Hỗ trợ cho cuối đơn hàng hệ thống tiền đơn quản lý đơn hàng đây quản lý đơn hàng Đây, này dành cho admin ha. dạ. Ok, quản lý đơn hàng cho admin ha, này cũng được đây. Rồi, sử dụng năng quản lý đơn hàng, quản lý các đơn hàng thành viên đã đăng nhập quyền admin. Cái chức năng tra cứu ngân hàng admin cập nhật trạng thái đơn. Mình có cái nào là cái xem chi tiết đơn hàng? Xem chi tiết đơn hàng đó thầy. Dạ. Kiếm thầy. Xem chi tiết đơn hàng đó là chữ cú đơn hàng Là tra cứu rồi. còn trong cái thông tin cần tìm có cái cặp xem chi tiết như thế nào cập nhật trạng thái đơn hàng à thầy. Rồi cập nhật trạng thái. Xem chi tiết thì chờ chết rồi đơn Không có. hàng Không có cái xin gì đi luôn. thành viên có chức năng tra cứu đơn hàng đây Rồi. chết thì thiếu người ta đơn. Này em làm hay là bạn khác trong nhóm làm? Dạ em làm thì mới chắc thiếu rồi. Chắc thiếu rồi. Giờ thì nó thiếu Có gì xem chi tiết sản phẩm mà mình không có xem chi tiết đơn hàng ta. cây. Xem gì đến sản phẩm. Rồi thôi mình thử cái Dạ. thêm sản phẩm đi. Thử Thêm thêm sản sản phẩm. phẩm. Thêm sản phẩm. Rồi ok. Gột vỏ. Thêm bao nhiêu hả? Kiếm cái thêm sản phẩm của mình nữa.
phẩm yêu thích. Đây, UK thêm sản phẩm 34. Admin đây, quản lý thêm sản phẩm. Đây đây thầy. Rồi. Ok, thêm sản phẩm admin. Admin sử dụng những nơi người để thêm sản phẩm hệ thống để đăng nhập về admin. Thêm sản phẩm hệ thống. Chọn chức năng thêm. Nhập tên, số lượng, chọn loại, chọn thương hiệu, chọn hình ảnh. Sản phẩm không hợp lệ, thông báo tên không hợp lệ, số lượng không hợp lệ, qua là bước 2. Rồi, chỗ này ha. Chỗ này thì sửa chung luôn những góc khác các bạn lưu ý chút xíu. Ở đây thì nhóm mình đã có cái chỗ mà đặc biệt nhập tên sản phẩm, nhập số lượng, rồi chọn loại, chọn thương hiệu, chọn hình ảnh này kia. Đó. Thì mình thấy có vẻ là đủ thông tin rồi ha. Nhưng mà lát mình sẽ phải so sánh lại với cái bảng cơ sở dữ liệu. Chỗ này thì thầy thấy là như nó vẫn còn thiếu những cái trường như là cái mô tả. Vậy đây mình có tên, có số lượng đó, nhưng mà nó còn thiếu cái đoạn giới thiệu đó, ví dụ như mô tả nó là sản phẩm này nó có cái tính năng gì, nó có cái ưu điểm gì, rồi bảo hành bao lâu gì kia vân vân, tức là cái đoạn nguyên cái đoạn HTML ở dưới đó. Cái đó trong này mình cũng phải nhập luôn đó, thì thầy nghĩ là lúc thiết kế cơ sở dữ liệu thì có thể em có, nhưng mà ở đây là mình không có đó, thì cái đó là cái mình sẽ phải kiểm tra lại là giữa cái cơ sở dữ liệu với cái đặc tả của mình nó có khớp hay không. Nếu như mà mình cơ sở dữ liệu mình cảm thấy là mình cần thêm cột nào đó thì mình cũng nên quay lại cái đặc tả để mình thêm cái cột đó vào, tại vì lúc mình code á mình cũng sẽ dựa vào cái đặc tả để mình code thôi. Ở đây mình đang làm là một cái nhóm nhỏ thôi, thì mình sẽ làm có thể là một hai người thôi, mình làm hết chuyện code rồi cơ sở dữ liệu này kia vân vân, thành ra mình không cần quan tâm lắm tới cái document. Nên nhiều bạn là hay làm cái chuyện là mình cứ thiết kế trước, code trước rồi mình quay lại mình viết cái document sau. Nhưng mà sau này đó khi đi làm á là mình sẽ làm có thể là một cái team lớn hơn, có thể là 5-10 người chẳng hạn, hoặc là nhiều cái team khác nhau. Một cái team là chuyên về cơ sở dữ liệu, một team là chuyên về code, một team chuyên về giao diện. Thì nếu như cái document mà mình viết mà nó thiếu chi tiết á thì là khi mà mình ráp code lại là nó sẽ chất work với nhau hết đó. Thì chỗ này mình để ý thêm một tí xíu, đó là mấy cái thông tin đó mình liệt kê ra, nhưng mà mình cũng để ý coi là mình liệt kê đủ chứ hay chưa. Rồi chỗ này thì kịch bản phụ cũng tương tự, mình nhóm này thì có ghi là nếu tên sản phẩm không hợp lệ hoặc số lượng không hợp lệ thì theo định nghĩa như thế nào thì gọi là hợp lệ, thì ở đây mình chưa thấy. Dạ rồi, ok. Đó. Thì cái này mình để ý tí ha. Ví dụ như số lượng thì mình biết rồi, số thì phải là số nguyên dương, số 0 là không hợp lệ, số âm là không hợp lệ, số 3.14 là không hợp lệ. Ví dụ như cái đó thì mình phải có cái quy ước là số lượng sản phẩm phải là số nguyên dương, ví dụ vậy. Rồi mình có quy ước max là bao nhiêu, min là bao nhiêu hay không thì mình cũng ghi ra. Rồi tương tự tên, tên ví dụ mình quy ước tên phải là độ dài tối thiểu là bao nhiêu đó, còn tối đa là bao nhiêu đó. Đó, hoặc là nếu như mà mình có một cái gì đó khác nữa, bất kỳ cái quy định gì đó mình ghi vào. Đó. Rồi như hôm trước thầy cũng có nói rồi đó, chỗ này tùy cái mặt hàng các bạn bán nó có những cái trường như là màu sắc hay là kích thước hay không. Thì nếu như có những cái trường đó, đó thì cũng tiếp theo là tùy cách các bạn xử lý dữ liệu, là mình có cho là những cái sản phẩm mà màu sắc khác nhau á nhưng mà nó cùng tên á, thì mình có cho đặt trùng tên với nhau hay không. Thì nếu như các bạn cho đặt trùng tên thì chỗ này mình không cần kiểm tra. Còn nếu như mà mình cho là các cái sản phẩm thì mỗi mã sản phẩm cái tên phải là duy nhất thì chỗ này mình cũng kiểm tra luôn là tên có bị trùng hay không. Đó, cái chuyện mà chỗ mà bạn ghi là nếu tên sản phẩm không hợp lệ đó thì mình tiếp tục mình liệt kê ra những cái gì là không hợp lệ nha. Rồi đó thì lưu ý chút xíu. Rồi cho thầy quay lại cái chỗ mà có liên quan tới giỏ hàng đi, ví dụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc là cập nhật giỏ hàng á. Thêm sản phẩm vào giỏ kìa.
cái kết quả thứ hai. rồi có nữa thầy, là thêm thực phẩm bị gió nữa thầy. À rồi rồi ok. Rồi, xem cũng là một chức năng ha. Thì như hôm trước mình có nói á, là có thể các bạn học ở bên cái môn môn gì thì quên rồi. Thầy Phước hay là sao đấy, thầy có nhớ là các bạn nói là thầy Phước nói xem thì nó không phải chức năng á. Nhưng mà xưa giờ mình thấy là mấy cái báo cáo đồ án tốt nghiệp á thì đều có cái xem là chức năng hết. Thành ra các bạn cũng làm vậy luôn đi cho nó thống nhất ha. Tại vì cái xem này mình cũng sẽ phải có xử lý, có luồng sự kiện rồi lum hết chứ không phải là mình khơi khơi mình cho người ta xem không. Nha, thì có mới có bạn hỏi. Rồi. Thì thêm vào nhỏ. Như sơ thường thành viên admin chúng ta thêm những người dân nhỏ. Bước 1 như sơ thường thành viên admin chọn chức năng xem chi tiết sản phẩm. Như thường admin viên chọn chức năng thêm sản phẩm vào nhỏ. Ok. Rồi, như vậy. Ủa xí khoan em, chưa sơ thường là rồi thành viên là khác nhau chỗ nào? Dạ, thành viên là ta có đăng nhập ở dưới thường là chưa đăng nhập rồi. Chưa đăng nhập. Ok. Vậy nhóm này thì các bạn làm là chưa đăng nhập thì cũng sử dụng được cái giỏ hàng đúng không? Nhưng mà lúc bấm thanh toán thì nó mới Dạ, muốn thanh toán thì bắt đăng nhập. chọn. Ok, rồi hiểu rồi. Rồi. Thì như vậy chỗ này mình nói thêm chút xíu ha, là cái bước mà chọn chức năng xem chi tiết sản phẩm á thì cái này nó là cái chức năng riêng của nó chứ nó không phải là một bước của cái thêm sản phẩm vào giỏ. Đây thì cái nhóm này các bạn làm ngược lại những nhóm kia thì nó tách ra chức năng, nó cũng tách ra là UK. Còn nhóm này thì UK là lại những nhóm kia thì một cái bước nhỏ cũng tách ra thành cái UK. Còn cái nhóm này thì các bạn làm là một cái UK các bạn gom lại thành một cái bước của UK khác. Để đây mình nhắc lại ha. Xem nó là một chức năng có nghĩa là nó sẽ là cái UK riêng của nó luôn. Đó, rồi. Còn cái chức năng mà thêm sản phẩm vào giỏ đó thì nó sẽ extend qua cho cái chức năng xem. À, như vậy thì chỗ này mình do nó đã là extend rồi mình không cần phải ghi cái chức năng kia ở đây. À, thì chỗ Rồi. này mình chỉ cần là user, chỗ này các bạn nên viết tắt lại là actor thôi, Dạ. là actor thôi chứ mình cứ ghi một loạt ra user thường thành viên admin gì đó vân thì nó hơi dài quá. À, mình chỉ ghi là actor chọn chức năng chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ. À, actor chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ thì cái chuyện làm sao để người ta chọn được mình không quan tâm, có thể là người ta sẽ chọn từ cái trang xem chi tiết sản phẩm, có thể là người ta sẽ chọn từ cái trang chủ luôn, trang home đó. Rồi dưới mỗi sản phẩm mình có cái nút là mua ngay đó, hoặc là cái nút thêm vào giỏ hàng người ta có thể thêm trực tiếp từ trang chủ mà người ta không cần chuyển qua trang chi tiết ví dụ vậy. Thành ra là mình không quan tâm làm sao để người ta chọn được cái sản phẩm mà người ta muốn thêm vào giỏ. Mình chỉ ghi là bước 1, actor chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ. Rồi, làm cách nào người ta chọn kệ người ta. Người ta có thể nhập trực tiếp cái đường link cũng được nữa. Đó. Rồi, bước 2. Bước 2 thì lúc này là sẽ là cái chuyện hệ thống làm. Thì các bạn phải ghi, tới đây là mình sẽ phải xử lý ở phía hệ thống nè. Ví dụ như, tùy các bạn ha, tùy mỗi nhóm các bạn làm. Ví dụ như là hệ thống sẽ phải kiểm tra. Nếu như sản phẩm đã có trong giỏ rồi đó thì tăng số lượng lên, còn nếu như mà sản phẩm chưa có trong giỏ đó thì thêm một cái sản phẩm mới, thêm cái sản phẩm mà người ta vừa chọn đó vào giỏ hàng đó. Thì bước 2 của mình là hệ thống sẽ phải xử lý đó. Và kịch bản phụ không có thì đồng ý, ví dụ như là nếu như mà chỗ này mình cũng nên kiểm tra ha, ví dụ như mình nói kịch bản phụ là lúc này là sản phẩm hết hàng rồi đó, thì kịch bản phụ là hệ thống kiểm tra cái sản phẩm hết hàng thì thông báo gì đó đó, thì chỗ này mình lưu ý ha. Rồi, à, rồi cái chức năng sửa giỏ hàng, cho này coi thử chức năng sửa giỏ hàng đó, cái quản lý giỏ hàng nó có cái quản lý giỏ hàng.
Rồi đây quản lý giao hàng. Chọn chức năng quản lý giao hàng thì nó thì giao diện giao hàng cùng với chức năng con cập nhật thông tin sản phẩm trong giỏ, xóa sản phẩm khỏi giỏ. Rồi cho thầy coi hai cái 06, 07 đi. Đây. Rồi ok. Cái tóm tắt nó còn dài hơn cái chưa tóm tắt nữa. Điều kiện có sản phẩm trong giỏ, cập nhật lại thông tin. Chọn chức năng quản lý giỏ, hiển thị danh sách, màu sắc, size, số lượng. Cho thường thành viên admin chọn màu sắc, chọn size, nhập số lượng để cập nhật lại quản lý giỏ hàng. Nếu cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ lớn hơn thì thông báo. Rồi. Rồi, đây là cái bước mà nó bắt đầu nó có liên quan tới cơ sở dữ liệu ha. Chỗ này cái chuyện mà mình cho người ta sửa cái màu sắc với cái size ở trong giỏ hàng á, mấy bạn lưu ý cái dòng này là cái dòng quan trọng á. Ở đây, cái bước 2 của em đó là hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. Rồi nó có thông tin là màu sắc, size, số lượng. Việc ra thì cái này hơi thiếu, nên lại mình còn phải hiển thị cái tên sản phẩm nữa chứ. Yeah. Chỉ có màu sắc, size, số lượng, không có tên, ta biết là mua cái gì, nó phải có tên nữa ha. Nên có thêm cái hình ảnh nữa. Rồi, thì chỗ này tới cái bước 3, các bạn nói là cho chọn màu sắc, chọn size, nhập số lượng. Số lượng thì không có gì để bàn rồi, nó chỉ là một cái con số bình thường thôi, cho người ta nhập thoải mái. Nhưng mà nếu mình muốn cho người ta chọn màu sắc với lại chọn size á, thì lúc này nó liên quan tới cái chuyện thiết kế cơ sở dữ liệu của mình luôn. Tại vì như hôm trước mình đã nói rồi, nếu như mà mình thiết kế cơ sở dữ liệu làm sao đó mà màu sắc với size nó sẽ làm, nó sẽ tạo ra một cái mã sản phẩm khác luôn, thì lúc này mình sẽ phải thiết kế chó sủa chim hót gì tè le. Thầy tạm rồi. Chỗ này nếu như mà mình thiết kế làm sao mà màu sắc với lại size á, mà nó sẽ tạo ra một cái mã sản phẩm khác luôn á, thì ở trên giỏ hàng nha, cái chuyện mà cho người ta chọn lại màu sắc với size khác nó sẽ rất là khó, tại vì nó liên quan tới cái mã sản phẩm luôn. Còn nếu như mà mình thiết kế làm sao mà màu sắc với size nó không có ảnh hưởng tới mã sản phẩm, thì lúc đó trên giỏ hàng người ta mới chọn lại được ha. Thành ra chỗ này là cái bước mà nó bắt đầu nó liên quan tới chuyện thiết kế cơ sở dữ liệu của mình rồi. Rồi. Rồi chỗ này thì mình cũng sẽ phải thấy là nó sẽ có cái số lượng tồn kho nè. Như vậy thì mình chỉ cần đọc qua cái dòng này thôi á, mình đọc qua cái dòng này thôi thì mình sẽ biết là trong cơ sở dữ liệu, không cần biết bằng cách nào đó, mình phải lưu được cái số lượng tồn kho của cái sản phẩm. Nhưng mà chỗ này thì em ghi nó hơi thiếu rõ ràng chút xíu. Là số lượng tồn kho này mình chỉ xét tới cái mã sản phẩm thôi, hay là mình có xét luôn tới cái màu sắc với lại cái size hay không. Ví dụ như cái sản phẩm đó nó còn 100 cái, nhưng mà 100 cái đó thì 50 cái màu xanh, 50 cái màu đỏ, không có cái nào màu cam hết, mà người ta lại chọn màu sắc ra đây, người ta chọn là màu cam đó, thì lúc đó mình có tính là nó vi phạm về cái số lượng tồn kho hay không. À, thì chỗ này là liên quan tới chuyện là mình cái gọi là cái quy trình của mình đó, mình có đặt mấy cái ràng buộc, mấy cái quy định ở chỗ này rõ ràng hay không, thì nó sẽ liên quan tới hết mấy cái phần thiết kế code về sau ha. Rồi cho thầy coi luôn cái chức năng thanh toán đi. Chức năng thanh toán thanh toán cho giỏ, thành viên chọn chức năng thanh toán, thành viên nhập các thông tin, địa chỉ giao hàng, gọi tên, địa chỉ email, chọn phương thức thanh toán, POD, thẻ tín dụng. Rồi gọi tên, số điện thoại, địa chỉ email. Thì thiệt ra là nó còn cái bước nữa là người ta nhập thông tin,
người ta chọn phương thức rồi mình nên có cái bước số 4 nữa là cái bước xác nhận ha. Nếu lại là người ta bấm ok là xác bấm xác nhận gì đó, mình thêm cái bước nữa là để nó mới bắt đầu nó gửi request về server cho cái bước submit form đó. Rồi nếu địa chỉ hoặc tên số điện thoại không hợp lệ thì cũng tương tự như hồi nãy giờ mình nói, không hợp lệ thì mình có cái quy định nào để mình xác định là hợp lệ hay không thì mình cũng phải ghi ra. Rồi. Rồi đó thì cái đó là cái một số cái UK các bạn cần làm kỹ hơn, thì những cái khác các bạn cũng dò qua ha, nhưng mà nãy mình nói rồi đó, mấy cái UK quan trọng là những cái mà liên quan tới giỏ hàng để thanh toán thì mình làm kỹ kỹ chút xíu. Còn với cái sản phẩm nữa, còn mấy cái linh tinh như là hãng rồi thương hiệu rồi gì đó thì mình có thể mình không không phải là mình bỏ qua, nhưng mà mình làm nó không có chi tiết bằng cũng được ha. Rồi cho thầy coi tới cái cơ sở dữ liệu luôn ha. Rồi. Xíu. Rồi trong khi chờ đợi thì các bạn thấy có câu hỏi gì thì mình có thể hỏi qua bên cái chat cũng được ha. Alo em, hình như là em chọn cái chiếu màn hình nó chưa có hiện cái cơ sở dữ liệu lên đó. À, thì đáng chứ. Rồi. Ok. Ta cứ cái view của em mới đem gì đến. Còn ý là như em đang chiếu là chỉ có cái cửa sổ Word thôi á. Em coi em chọn lại cái cách chiếu mà hiện tất cả nha. Rồi, ok.
sáng tự sai. Ok. Rồi. Ủa sao cái này mình làm MySQL mà nó lại vô SQL Server vậy? MySQL hả thầy? Em chưa lên đó thầy ơi. Em thiết kế chưa thầy chưa? À thiết kế đây chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Sao mà nó bự dữ ta? Không có tự động chỉnh kích thước ra sao kệ đi. Dạ. Mình cứ coi trước đi rồi mình chỉnh sau. Em có thể phóng to lên chút xíu được. Rồi ok. Rồi, cho thầy coi cái bảng sản phẩm với lại những cái bảng liên quan tới nó ha. Sản phẩm. Đây. Rồi. Giờ đây sản phẩm mình có gì đây? Mã, tên, trạng thái, để tạo nghiệp sửa nghiệp xóa. Rồi chi tiết sản phẩm thì nó mới bắt đầu nó có màu sắc với size thôi. Có cái mã loại là cái gì vậy? Dạ loại sản phẩm đó thầy. Loại sản phẩm. Rồi. Rồi như vậy thầy hiểu cái này đúng không anh? Tức là cái bảng sản phẩm á là nó là cái từng cái mặt hàng của mình luôn, tức là cái mã hàng của mình. Còn cái chi tiết á là bắt đầu em mới nói là cái mã hàng này nè, ví dụ như là cái áo khoác này đi, cùng một cái mẫu áo khoác nhưng mà mình sẽ có những cái size khác nhau, những cái màu khác nhau đúng không? Dạ. Yeah. Nếu vậy thì thầy nghĩ là cái loại sản phẩm đó, mình để ở bên cái sản phẩm nó sẽ hợp hơn ha, nó sẽ hợp lý hơn. Rồi cái khóa ngoại loại sản phẩm đó, yeah, thì mình để bên bảng sản phẩm luôn. Rồi rồi còn bên cái chi tiết sản phẩm cho thầy coi lại ha. Chi tiết thì mình sẽ có là mã màu, mã size, đồng ý rồi. Thương hiệu cũng vậy ha, thương hiệu mình cũng gắn ở bên sản phẩm luôn. Còn cái hình ảnh thì cái này thì tùy mỗi nhóm. Ví dụ như có nhóm nào các bạn nói là cái hình ảnh á mình chỉ muốn một hình thôi thì mình để ở bên sản phẩm. Còn nếu mình nói là mình muốn là mỗi một cái màu sắc hay là một cái size á, mình chụp cái hình riêng cho nó. Tức là ví dụ như mà người ta chọn màu đỏ, cái mình hiện cái hình áo màu đỏ lên, người ta chọn màu xanh mình hiện hình áo màu xanh lên, thì lúc đó cái hình ảnh mình sẽ để ở bên cái chi tiết sản phẩm này. Rồi nhưng mà nếu như mà chọn size khác mà nó cũng hiện cái hình khác luôn đó, thì có vẻ nó hơi kỳ ha, nó hơi kỳ chút đó. Rồi mã hình ảnh, mô tả cũng tương tự vậy. Mô tả thì tất cả những cái chi tiết sản phẩm này nè nó đều thuộc về một sản phẩm hết, vậy cái mô tả mình nên để qua bên kia, mình để qua sản phẩm lớn. Với lại cái kích cỡ cái thước cột nó chỉ có 500 ký tự thì mình nên coi lại ha, tại vì cái phần mô tả đó thì tùy người ta, có thể người ta chỉ để một cái đoạn văn ngắn thôi nhưng mà có thể là người ta sẽ quăng nguyên một cái đoạn HTML vô, 500 thì có thể chưa đủ ha. Rồi số lượng thì đồng ý, số lượng là sẽ phải để bên chi tiết tại vì mình muốn biết luôn là màu nào, size nào, số lượng còn bao nhiêu. Rồi cái giá. Cái giá thì cái này cũng tùy nhóm, nhưng mà thầy nghĩ là đối với quần áo, nhóm này là bán quần áo đúng không? Dạ. Đối với quần áo á, thì thầy cũng không có biết là mua cái áo lớn hơn nó tốn nhiều vải hơn thì nó có mắc tiền hơn không? Thì thầy thấy thường là không ha. Yeah. Thường để thấy là giá là tất cả size, tất cả màu là giá như nhau. Đó, thì nếu như giá như nhau hết thì mình nên cũng nên quan cái giá ở bên kia. Còn nếu nhóm này nói là
cỡ ít 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 l nó tốn vãi quá, em lấy giá mắc hơn thì đồng ý giá mình sẽ để bên này rồi đó. Thì cái này là mình đang tạo cái kiểu cơ sở dữ liệu kiểu mà người ta gọi là cái dạng kế thừa à, tức là mình sẽ có nhiều cái chi tiết sản phẩm nhỏ và nó kế thừa được sản phẩm, thì những cái nào nó là thuộc cái cha đó thì mình sẽ để bên cái sản phẩm, những cái nào nó riêng của cái con đó mình để ở bên cái chi tiết đó. Rồi giờ nó lại liên quan đến một cái chuyện là lúc người ta mua đó thì mình đưa cái chi tiết hay là mình đưa cái sản phẩm vào cái giỏ hàng? Dạ, đưa cái chi tiết chứ. Rồi đưa cái chi tiết thì như vậy để mình hiển thị được đầy đủ thông tin đó thì mình cũng phải kết bạn ha. Mình thì thực sự mình nói là kết bạn chứ là nếu như mình dùng Laravel á thì nó có cái quan hệ một nhiều cho mình á, thì mình chỉ cần mình kéo theo cái sản phẩm theo thôi chứ cũng không cần phải kết nhiều, thì mình sẽ lấy được cái tên sản phẩm lên đó. Nhưng mà ở đây là nó lại liên quan tới cái chuyện hồi nãy thầy nói đó, là nếu như mà em nói là em muốn cho người ta sửa cái mã màu trực tiếp ở trên cái giỏ hàng luôn, thì khi mà mình sửa cái mã màu đó, là nó sẽ thành một cái mã chi tiết sản phẩm khác luôn rồi đó, thành ra cái này sẽ phải truy vấn chứ không phải là mình chỉ cập nhật một cái con số là được ha, cẩn thận chỗ này tí. Thành ra cái chức năng đó là có thể sẽ không làm được luôn đối với cái cách thiết kế cơ sở dữ liệu như, như kiểu này nha. Thiệt ra thì cũng làm được thôi, nhưng mà nó lại liên quan tới Ajax này kia tùm lum thứ hết, thì có thể là nó hơi rối đó. Thành ra đối với cái mức đồ án môn học thôi thì hãy khuyên là không nên làm chức năng đó, tức là cho ví dụ cho người ta sửa số lượng thì được, nhưng mà sửa màu sắc sửa sai thì nói với người ta là bây giờ xóa cái dòng này khỏi giỏ hàng đi, rồi quay qua cái trang sản phẩm á đặt mua cái sản phẩm khác mà chọn lại màu chọn lại size, như vậy thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều cho mình, và mình không cần phải quan tâm tới chuyện Ajax này kia rồi tra cứu lại cái mã sản phẩm này, cái màu này, cái size này thì cái mã chi tiết tương ứng là số mấy. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ dễ hơn ha. Rồi lưu ý một cái chỗ như vậy thôi. Rồi với cái này nữa thì như hồi nãy mình có nói đó là cái chuyện mà chọn vào một cái size khác mà nó lót một cái hình khác luôn á thì có thể nó hơi phiền. Thành ra cái này nếu như các bạn về mà mình cảm thấy mình có thời gian mình nghiên cứu cái kiểu JSON á, thì hôm trước mình đã nói cái JSON là cái gì rồi, nhưng mà trong cơ sở dữ liệu á, nó có một cái kiểu dữ liệu là kiểu JSON luôn, tức là thay vì các bạn để là kiểu N3 cha bình thường thôi thì bây giờ cái đó nó sẽ cho mình nhập một cái chuỗi theo định dạng JSON vào trong cái cột đó. Ở đây các bạn có thể làm là cái hình ảnh á thì mình không cần để một cái bảng riêng mà mình sẽ để nó là một cái cột JSON ở trong cái sản phẩm. Vậy thì cột JSON thành ra các bạn muốn ghi cái gì vào thì mình ghi, thì mình có thể để nhiều hình ảnh trong đó. Giờ thì cái đó là này thì nói thêm thôi, ai ai muốn làm hướng đó thì làm à, nếu như mà quyết định là làm đồ án tốt nghiệp á thì mình thì cái làm theo cách đó là nó sẽ tối ưu hơn, còn theo cách này thì vẫn được bình thường, chấp nhận đồ án môn học thì mình làm không cần phải là tốt nhất ha. Rồi rồi cho thầy coi luôn cái bảng giỏ hàng ha, cho thầy coi bảng giỏ hàng cái. Rồi giỏ hàng mình có mã giỏ hàng, mã tài khoản, ngày tạo, ngày sử, ngày shop, rồi ở dưới nó là gì, chi tiết giỏ hàng, rồi mã chi tiết giỏ hàng, mã giỏ hàng, mã chi tiết sản phẩm, rồi cái số lượng với cái à, không có số lượng hai em thiếu còn số lượng rồi hả. Dạ.
Mã giỏ hàng, mã chi tiết, rồi đồng ý có hai cái này là đúng nhưng mà mình thay với số lượng nha. Rồi cho thầy coi cái bảng hóa đơn nha, cái đơn hàng hay cái hóa đơn hay cái gì đó. Rồi đơn hàng à, mình có mã đơn hàng mà mã tài khoản ngày đặt tên người nhận địa chỉ là rồi cái chi tiết đâu, chi tiết đơn hàng rồi mã chi tiết mã đơn hàng mã chi tiết sản phẩm rồi cái này cũng thiếu mất cái số lượng luôn rồi. Nếu lại hôm trước mình đã nói rồi, chi tiết đơn hàng thì phải có giá nha, tại vì nó là cái giá tại thời điểm người ta mua, còn cái giá bên mảng sản phẩm là cái giá tại thời điểm hiện tại, hai cái đó có thể khác nhau. Nên là mình phải lưu lại cái giá người ta mua ở trong cái chi tiết đơn hàng. À, như vậy ở đây nè, à, có bạn nào thắc mắc là tại sao phải lưu cả giỏ hàng với cả đơn hàng không? Ai thắc mắc không? Rồi không, không thắc mắc thì thầy thắc mắc ha, tại sao mình phải lưu cái giỏ hàng? À, tại sao mình phải lưu cả giỏ hàng với cả đơn hàng? Chị giao hàng với đơn hàng đó thầy. Để rồi cái đơn hàng là mình sau khi mình đã xác nhận thanh toán rồi nó thành cái đơn hàng, còn cái giao hàng mình có thể xóa được thầy. Rồi thì thông thường á, thông thường thì lấy cái giỏ hàng là lưu ở trên section, vậy tại sao em lại lưu trong giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu luôn không lưu trên section? Là tại bên em cũng không có để trạng thái cho nó, chỉ cần em muốn em chỉ muốn là delete là xóa luôn đó thầy, không để trạng thái bên đây, làm xóa chỉ cơ sở dữ liệu luôn. Xí, nhưng mà mình đâu có hỏi gì về xóa đâu, thì chỉ hỏi là tại sao không lưu section mà lại lưu database. Section là gì á? Dám nó đang muốn hỏi section là gì lắm á. Dạ em biết system. Vô trên database không hay hả thầy? Không System không không phải không hay, mỗi một cái cách, mỗi cách làm nó sẽ có cái ưu điểm nhược điểm riêng, nhưng mà nếu như ví dụ như là đồ án tốt nghiệp á, là em làm em chọn một cách nhưng mà em không giải thích được á thì em sẽ bị người ta hỏi tới luôn. À, bữa mà ai ví dụ em hôm hôm bữa trước á, nhóm nào mà có đi coi thử bảo vệ đồ án tốt nghiệp là sẽ thấy rồi, có thể bị chọn cho hỏi bất kỳ chỗ nào. Thì cái này em làm lưu giỏ hàng ở dưới cơ sở dữ liệu là chắc chắn sẽ bị hỏi. À, tại vì theo cái quy ước bình thường người ta làm á là giỏ hàng để ở trên section. À, tại vì cái đó là nó là cái thông tin mà mình chưa có lưu xuống hệ thống. À, còn nếu như em lưu ở trong cơ sở dữ liệu thì vẫn có cái lý do để mình phải lưu cơ sở dữ liệu. Nhưng mà nếu em không giải thích được thì có thể bị hội đồng nghi ngờ là đi chép code hoặc là nhờ người khác làm giùm. Lưu ý với nhóm khác chỗ này luôn. Thì ở đây nó chỉ có một cái lý do đơn giản thôi, là nếu như em lưu trên session đó, bây giờ giả sử mình qua một cái thiết bị khác đi, mình cũng đăng nhập lại cái tài khoản đó nhưng mà dĩ nhiên là sẽ không thể lấy lại được cái session đó đúng không? Vậy nếu như cái giỏ hàng mình ví dụ mình đang mua giỏ hàng ở trên máy trường đi, là máy trường hoặc máy công cộng hoặc máy nào đó, cái mình chưa kịp nhấn thanh toán, bây giờ về nhà mình vô cái máy nhà mình muốn coi lại cái giỏ hàng đó để thanh toán thì không được, tại vì session nó đâu có nằm ở trên cái máy ở nhà mình đâu. Đó. Thì nếu mình lưu trong cơ sở dữ liệu thì mình sẽ khắc phục được cái chuyện đó, tức là đăng nhập nhiều thiết bị khác nhau thì vẫn giữ lại được cái giỏ hàng đó, nó chỉ có một cái lý do đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu mình không trả lời được là coi như là bay điểm rồi ha. Rồi đó, rồi cái thứ hai nữa, nếu như mình chấp nhận lưu giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu chứ không lưu section á, thì nó lại có một cái vấn đề như vậy. Em có thấy là tất cả những cái thông tin trong giỏ hàng á nó hoàn toàn nó trùng lắp với lại cái thông tin ở trong cái đơn hàng đó, đúng không? Nó trùng lại hết luôn. Bên cái đơn hàng thì nó nhiều thông tin hơn, à, nhưng mà tất cả những cái gì ở trong giỏ hàng thì nó đều có ở trong cái đơn hàng hết. Như vậy thì mình có thể mình cũng không cần phải tách thành cái bảng giỏ hàng với chi tiết giỏ hàng,
mình có thể dùng cái đơn hàng với chi tiết đơn hàng, nhưng mà mình chỉ cần cho nó cái trạng thái đó thôi. Ví dụ như cái trạng thái mình để cái trạng thái số 1 có nghĩa là chưa thanh toán, tức là nó vẫn là giỏ hàng chứ nó chưa phải đơn hàng. Số 2 là này thì dùng cái chữ thanh toán thì nó hơi rối một chút. Thì ví dụ bây giờ mình để luôn đi, mình để luôn những bản ghi chú của mình á, mình để cái đơn hàng của mình trạng thái số 1 nói nó là giỏ hàng, tức là chưa chưa có check out á. Dùng cái chữ check out thì tiếng Anh thì nó hơi chắc có thể bị sẽ bị hỏi, nhưng mà nó đỡ bị lẫn lộn hơn. Check out có nghĩa là người ta vẫn đang để trong giỏ, người ta chưa đưa đưa ra quầy tính tiền thì mình chưa có check out. Rồi cái trạng thái số 2 á là đã tạo đơn hàng rồi nhưng mà admin chưa duyệt. Trạng thái số 3 là admin đã duyệt đơn hàng. Trạng thái số 4 là đang giao hàng. Số 5 là đã giao xong. Số 6 là đã thanh toán. Ví dụ như vậy, mình làm nhiều cái trạng thái như vậy thì mình chỉ cần mình thêm một cái con số nữa cho cái trạng thái là người ta vẫn đang để trong giỏ, người ta chưa có tính tiền đó, thì nó lúc đó nó cái đơn hàng của mình nó sẽ là cái giỏ hàng luôn. Mình có thể làm cách đó để mình đỡ cái chuyện mà phát sinh bảng. Thì các bạn biết rồi, phát sinh bảng trong cơ sở dữ liệu á, khi mà lên code nó sẽ lên một đống thứ khác, nó sẽ có cái migration, nó sẽ có cái model, nó có cái controller, có cái route, nó kéo theo gần cả trăm dòng code của mình luôn, trong khi mình có thể tránh được chuyện đó ha. Rồi thầy không nói là nhiều bảng là không tốt, nhưng mà mình phải để ý là những cái bảng đó mình có thể có bị trùng lắp không cho hay không, mình có thể rút gọn bớt hay không, được chưa? Rồi, những nhóm khác các bạn cũng lưu ý ha, khi mà làm về trang trang web bán hàng á thì những cái chuyện về đơn hàng giỏ hàng là hầu như là nó giống nhau hết, nó chỉ khác cái quy trình là mình có mấy cái bước khi mà mình xử lý cái đơn hàng thôi, hoặc là cái cách để mình quản lý cái chuyện là một sản phẩm nó có thể nó có nhiều cái biến thể khác nhau, như có thể biến thể về màu sắc, biến thể về số lượng ha. Đó thì những nhóm khác có nhóm nào các bạn làm một cái cách khác không, các bạn cần sửa luôn không? Như như thầy đây là thầy sửa chung cho những nhóm mà làm theo cái cách là có tách ra sản phẩm với chi tiết sản phẩm. Đó là này nói giải thích luôn là cột nào nên để ở bên sản phẩm, cột nào nên để bên chi tiết. Rồi khi mà mình tạo hóa đơn, tạo đơn hàng thì mình phải lưu chi tiết hay là mình lưu sản phẩm? Đó, rồi nó có những cái thông tin gì ở trong cái chi tiết giỏ hàng? Xin lỗi, chi tiết đơn hàng. Ví dụ như theo nhóm này thì còn thiếu hai cái thông tin là cái giá mua với lại cái số lượng mua. Rồi cái thứ hai nữa là cái giỏ hàng mình lưu ở trong cơ sở dữ liệu thì mình giải thích được lý do tại sao lưu cơ sở dữ liệu. Và nếu như lưu cơ sở dữ liệu á, thì thầy khuyên là các bạn nên nên tận dụng cái bảng đơn hàng mình và mình đánh cái trạng thái khác cho nó thôi, chứ mình không nên là tạo thêm bảng giỏ hàng ha. Rồi thì cái đó là sửa chung cho những nhóm nào theo làm giống cái cách như vậy luôn rồi ha. Rồi có một nhóm nào đó khác mà các bạn không làm theo cách giống như cái nhóm này không? Các bạn làm một cách khác không? Đừng nói lớp ai mấy nhóm làm giống nhau hết nha. Khó tin lắm á. Giống hết thì luôn hả? Giống hết luôn là coi như coi chừng chết bài nha. Đâu có một nhóm nào các bạn không làm cách này mà mình làm cách nào đó khác mình muốn lên sửa không? Thì gọi nãy giờ không có luôn. Được rồi, thì cái đó là những cái chức năng quan trọng thì thầy sửa chung rồi. Còn bây giờ những cái chức năng mà nó ít quan trọng hơn, ít hơn chứ không phải là không quan trọng ha. Ví dụ như là mấy cái mà bình luận đánh giá đó,
Thì cho thầy coi luôn cái liên quan đến bình luận đánh giá này. đây. Rồi, đánh giá. Ok, mình có mã đánh giá, mã tài khoản, mã chi tiết, nội dung, số sao, ngày đánh giá, trạng thái. Rồi, cái đánh giá cũng tương tự ha. Thông thường á, thông thường thì cái đánh giá là mình sẽ đánh giá cho cái sản phẩm chứ mình không có cần đánh giá cho cái chi tiết nha. Thì có thể nói lại cái khóa ngoại xíu. Dụ như là mình mở mấy cái trang như là Shopee hay là Lazada này kia lên á, thì em thấy là người ta luôn luôn là người ta đánh giá cho sản phẩm thôi chứ người ta không có đánh giá cho cái chi tiết. Rồi, nội dung, số sao. Nội dung 100 ký tự thì có thể hơi ít, có thể mình nâng lên một chút, nhưng mà cái đó thì tùy nhóm sửa lại thôi. Cái này như tất cả các cột là em đều cho allow null hết, thì lúc mà mình tạo migration mình cũng nên để ý chỗ này tí hơn. Như đánh giá sản phẩm mà mình cho cái mã sản phẩm với mã tài khoản luôn là thấy có vấn đề. Được rồi. Rồi, cái này thì thầy biết là mình chưa có tạo bên migration, cái này chỉ là giống như là gần như là bản nháp thôi. Rồi, à, cái số sao. Như vậy lúc mà mình load dữ liệu sản phẩm lên đó, khi mà em load dữ liệu sản phẩm lên thì theo em làm sao để mình lấy được cái số sao, tất cả số sao của nó. Chi vấn thầy mình chi vấn hết cái số sao của cái bảng đánh giá thầy rồi mình chia ra. Rồi, tức là mình cũng phải lấy trung bình ha, mình Dạ. cũng phải thêm một cái câu truy vấn nữa à. Thì cái này thầy nghĩ là nên viết cái câu truy vấn luôn chứ đừng có nên dùng cái mô đồ của nó, tại vì dùng cái mô đồ nó sẽ phải lấy hết tất cả những cái cột khác ở trong cái bảng đánh giá luôn, trong khi mình chỉ cần tính trung bình với số sao thôi. Thì cái này là cái lúc mà mình phải học xuống cái lớp DB luôn ha. Rồi, thì nếu như mình làm vậy đó, thì thầy chỉ nhắc một chỗ là cái mã chi tiết á, lúc này đừng có nối nó vô bảng chi tiết nữa, nối nó vô cái bảng sản phẩm à, thì mình sẽ dễ lấy hơn. Rồi, đánh giá. Có hồi nãy thầy thấy có một cái là cái yêu thích đó, thì cho thầy coi luôn cái yêu thích coi. Yêu thích, mã yêu thích. Mã yêu thích, mã tài khoản. Rồi, Ủa, trong yêu thích đó thì có nhiều cái sản phẩm khác nhau. chi tiết yêu thích, mã chi tiết yêu thích, mã yêu thích, mã chi tiết sản phẩm. Ủa gì đâu rối gì vậy ta, làm chi đó vậy? Cái này mình đâu cần phải tới hai bảng đâu à, mình quay lại cái ví dụ mình quay lại cái ORD ha. Cái này mình nói ORD thì nó hơi cao siêu một chút, nhưng mà mình thấy là cái quan hệ yêu thích đó, giữa một tài khoản với một sản giữa cái bảng này cái sản phẩm với cái tài khoản á, thì nó là cái quan hệ nhiều nhiều, tức là một tài khoản người ta có thể yêu thích nhiều sản phẩm. À, một sản phẩm có thể được nhiều tài khoản yêu thích. Thì lúc này quan hệ nhiều nhiều thì khi mình tách bảng mình chỉ cần tách một bảng thôi, chứ đây sao thầy thấy em tách tới hai bảng được, nó hơi hơi lạ. Đấy, nó hơi lạ, tức là mình chỉ cần một cái bảng thôi. Cái bảng này nó sẽ có là mã tài khoản, rồi mã sản phẩm, tức là mình sẽ nói là cái tài khoản này nè nó thích sản phẩm này đó, rồi có thể những cái cột khác mình thêm vào. Ví dụ như mình biết là quản lý bên Laravel á, thì cái chuyện mà quản lý quan hệ nhiều nhiều rất là khó à, thành ra mình sẽ thêm cái ID cho cái bảng đó luôn. Nên cái bảng đó thay vì mình nói nó là chỉ là một cái bảng mapping thì bây giờ mình coi như nó là một cái bảng bình thường luôn. Ở thì nó sẽ có cái cột ID của nó, rồi ID sản phẩm, ID tài khoản, rồi những cái cột khác.
như là người tạo, người sửa, người xóa. Rồi chỉ cần một bảng thôi là đủ rồi, không cần hai bảng. Rồi ở đây nó còn một cái bảng nào khác nữa không, bảng nào mà em cảm thấy chưa chắc nó ăn lắm, muốn sửa luôn không? Chắc hết rồi thầy. Rồi rồi thì về cơ bản là coi như mình ổn rồi ha. Rồi vậy giao diện, giao diện em có thiết kế luôn chưa hay là Chưa thầy. chưa? Khi giao Rồi diện là mình thiết kế phần admin đó phải không thầy? Dạ rồi. đúng rồi, giao Dạ diện rồi. phần admin, nhưng Skill. mà dĩ nhiên em cũng phải thiết kế giao diện user ở bên môn di động ha. Dạ. Chứ bên di động đừng nói là tại thầy kêu không cần thiết kế giao diện user, cái bên di động làm cái giao diện xấu quắc là mất điểm di động đáng chịu ha. Rồi thì coi như là nhóm này mình sửa cái phần cơ sở dữ liệu thì nó tạm ổn rồi ha, có một số cái lưu ý hồi nãy thầy mới nhắc thì nhóm về coi sửa lại. Rồi những nhóm khác thì sao, bây giờ có nhóm nào sửa bài không? Dạ, rồi đến các trình bày. Rồi như cái lớp này mỗi một buổi nó phân công là chỉ có một đứa lên sửa bài thôi ha, vui gì đâu luôn á. Rồi như vậy nếu như mà các bạn chưa làm xong, nhóm nào chưa làm xong cái bước cơ sở dữ liệu á thì nhanh chân lên ha, mình chỉ còn hết tuần này là mình chỉ còn 5 tuần nữa thôi. Thì còn, mình nói là mang tiếng là còn 5 tuần nhưng mà mình sẽ có một cái tuần dự trữ với lại 3 tuần Tết nữa thì nó cũng có vẻ dài đó, nhưng mà cẩn thận ha, tại vì mình có năm học kỳ này mình có rất là nhiều môn có đồ án. Trước mắt là mình thấy có ba cái đồ án rồi, ba cái đồ án bự luôn chứ không phải là đồ án bình thường nữa. Là coi cẩn thận, làm cố gắng làm nhanh nhanh lên. Lúc này mà ai mà vẫn chưa có đụng gì hết tới cơ sở dữ liệu là coi chừng không kịp á, dặn trước ha. Rồi cái cơ sở dữ liệu thì như hồi nãy mình đã nói đó, là tất cả những cái nhóm mà làm về bán hàng đó thì mình có thể mình tham khảo cái cách làm này, đó là cái cách mà cái này các bạn có thể lên Google coi cũng được chứ không nhất thiết là phải coi bài của nhóm vừa hồi nãy, là cái cách mà để làm sao mà một cái sản phẩm mình có thể lưu được những cái biến thể của nó, những cái về màu sắc, số lượng, kích thước này kia không à, rồi mình thiết kế theo bám theo như vậy ha. Rồi tuần sau để coi, tuần sau thì mình có thể mình sẽ sửa tới cái, nếu có nhóm nào đó cần sửa cơ sở dữ liệu hoặc là cần sửa UK thì mình vẫn tiếp tục mình sửa hai cái đó, nhưng mà cố gắng lần sau mình qua được tới cái giao diện nha. Thầy cần sửa giao diện để, tại vì những cái phần thêm sản phẩm rồi này kia đó là rất rất nhiều thứ để sửa trong đó, hoặc là bây giờ mình chưa có cái giao diện, mình nói là bên môn này mình không có làm giao diện về user nhưng mà các bạn vẫn cần phải có cái thiết kế giao diện của user để mình áp dụng bên môn di động, thì cái đó có thể các bạn đem qua đem bên môn này mình sửa luôn cũng được, hoặc là các bạn muốn sửa bên di động cũng được ha. Bên di động thì dĩ nhiên là sẽ có sửa tới phần code của cái giao diện luôn, còn bên này thì chỉ là sửa cái thiết kế thôi, ví dụ như mình vẽ khung ra thì đây là ô nhập cái gì, đây là ô nhập cái gì, thì mình vẽ khung bên môn này ra thôi, thì mình chỉ sửa tới mức đó. Rồi ngày mai phần lý thuyết á, thì mình sẽ qua cái API, tại vì các bạn cũng đang phải chạy bên đồ án bên di động, thành ra là thầy sẽ cố gắng cái phần API mình dời lên sớm à. Thì bữa nửa tháng trước là đã dặn các bạn về là đọc cái JSON rồi, thì ngày mai chắc có gì mình ai mà JSON mà cần giải thích lại thì mình giải thích luôn, còn không mình sẽ qua thẳng cái API luôn ha. API thì
nói API cho nó cao siêu chứ thực ra nó không có gì, nó chỉ là cái file test thôi đó. Rồi thì quan trọng là mình làm được cái chuyện đăng xuất, đăng nhập, đăng ký luôn. Rồi đó là cái phần đồ án. Và bây giờ chắc mình sẽ chuyển qua cái đi trang đến làm nhiều hơn cái sinh hoạt chủ nhiệm.